Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 7 sơ cánh diều. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm đã hay thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 3 biểu đồ động khẳng nha. Giờ biểu đồ ở hình 11 biểu diễn thu nhập bình quân đầu người trên năm của Việt Nam tính theo đô la Mỹ ở một số năm trong giai đoạn từ 1986 đến 2020. Giờ mình sẽ quan sát hình số 11 thì đây là biểu đồ. Thì mình thấy là trục ngang chính là đối tượng thống kê. Gồm các năm 1986, 1991, 2010, 2017, 2018 và 2019, 2020. Còn trục thẳng đứng ở đây chính là tiêu chí thống kê. Thì tiêu chí thống kê chính là thu nhập bình quân đầu người một năm tính theo đô la Mỹ của Việt Nam nhé. Thì mình thấy là thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 1986 là 423 đô la Mỹ cho một năm. Như vậy cho một năm vào năm 1986 thì cho một năm chúng ta chỉ thu nhập được có 423 đô cho một năm mỗi người. Đến năm 1991 giảm còn có 138. Tiếp theo là 2010 thì tăng lên được 1318. 2017 tăng lên là 2.366, 2018 tăng lên là 2.566 và 2019 tăng lên 2.715, 2020 thì tăng được 2.786 đô la Mỹ cho một năm. Như mình thấy là thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam rất là khác so với một số nước như là nước Mỹ, Singapore này kia trong này. Như vậy ở đây mình sẽ câu hỏi là biểu đồ ở hình 11 là biểu đồ gì? Thì mình thấy là đây là biểu đồ đoạn khẳng. Đây, mỗi cái này là một đoạn khẳng. Nên người ta gọi là biểu đồ đoạn khẳng. Đúng này. Như vậy là câu hỏi này các em trả lời như sau. Như giờ biểu đồ trên là biểu đồ đoạn khẳng biểu diễn thu nhập bình quân đầu người trên năm của Việt Nam tính theo đô la Mỹ ở một số giai đoạn từ năm 1986 đến 2020. Đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp ngoài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần một la mã biểu đồ đoạn khẳng. Hoạt động một, quan sát biểu đồ thống kê ở hình 11 và cho biết là đối tượng thống kê là gì và được biểu diễn trên trục nào. Mình sẽ quan sát là hình 11 thì mình thấy đối tượng thống kê sẽ là các năm như là năm 1986, 1000. Đây là các năm thì chính là đối tượng thống kê và biểu diễn trên trục này. Còn tiêu chí thống kê là gì thì tiêu chí thống kê chính là thu nhập bình quân đầu người một năm tính theo đô la Mỹ và sẽ được biểu diễn trên trục đứng. Tiếp theo là câu C, người ta hỏi là mỗi đầu mút của đoạn thẳng trong đường gấp khúc được xác định như thế nào. Như vậy là mỗi đầu mút trên đường gấp khúc được xác định bởi năm thống kê và thu nhập bình quân đầu người tại năm đó. Ví dụ tại đầu mút này chính là thu nhập bình quân đầu người của 1986, đúng không? Đầu mút này chính là thu nhập bình quân đầu người một năm năm 1991. Đúng rồi. Giờ hãy sẽ trả lời câu A, câu B, câu C như sau. Như vậy câu A thì các em trả lời là đối tượng thống kê là các năm trong giai đoạn từ năm 1986 đến 2020. Cụ thể là các năm 1986, 1991, 2010, 2017, 2018, 2019 và 2020. Và đối tượng thống kê sẽ được biểu diễn trên trục này. Đúng rồi. Còn câu B thì các em trả lời là tiêu chí thống kê là thu nhập bình quân đầu người một năm của Việt Nam theo đơn vị đô la Mỹ qua các năm vừa được liệt kê ở trên. Và tiêu chí thống kê sẽ được biểu diễn trên trục đứng.
Giờ câu C thì các em trả lời là mỗi đầu mốt của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc được xác định bởi một năm thống kê và thu nhập bình quân đầu người của năm đó theo đơn vị là đô la Mỹ. Đúng này. Ví dụ như đầu mốt đây chính là thu nhập của năm 1986, còn đầu mốt bên đây chính là thu nhập của năm 1990. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo đồ thị không kỳ hình 11 gọi là biểu đồ đoạn thẳng. Mình sẽ có nhận xét là biểu đồ đoạn sạc thẳng sẽ có cái yếu tố sao trục nằm ngang là biểu diễn các đối tượng thống kê, trục thẳng đứng biểu diễn tiêu chí thống kê và trục đó đã xác định độ dài đơn vị thống kê. Biểu đồ đoạn thẳng là đường gấp khúc nối từng điểm liên tiếp bằng các đoạn thẳng. Mỗi điểm đầu mút của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc được xác định bởi đối tượng thống kê và số liệu thống kê theo tiêu chí thống kê của đối tượng đó. Giờ tiếp theo chẳng hạn như là với biểu đồ đoạn thẳng ở hình 11 ta có là trục nằm ngang biểu diễn các đối tượng thống kê là các năm. Còn trục thẳng đứng biểu diễn tiêu chí thống kê là thu nhập bình quân đầu người một năm của Việt Nam tính theo đô la Mỹ trong những năm nêu ở trên. Và đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng nối liền liên tiếp 7 điểm thì mỗi điểm được xác định bởi năm thống kê. Và thu nhập bình quân đầu người một năm của Việt Nam trong năm đó nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 1, biểu đồ ở hình 12 biểu diễn số học sinh đạt học sinh giỏi đạt điểm giỏi trong 4 lần kiểm tra môn toán của lớp 7A, lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, nêu số học sinh đạt điểm giỏi trong từng lần kiểm tra môn toán của lớp 7A. Thì mình quan sát hình số 12 thì hình này biểu diễn là điểm biểu diễn số học sinh đạt điểm giỏi trong 4 lần kiểm tra. Thì mình thấy lần 1 sẽ có 7 học sinh đạt loại giỏi, đạt điểm giỏi môn toán. Lần thứ hai là có 8 học sinh đạt điểm giỏi môn toán. Lần thứ ba sẽ có 12 học sinh đạt điểm giỏi môn toán. Và lần thứ tư sẽ có 9 học sinh đạt điểm giỏi môn toán. Đúng này. Như vậy là để biết số học sinh đạt điểm giỏi trong từng lần kiểm tra thì ta làm như sau. Từ điểm lần số lần thứ nhất nè, ở trục ngang nè, mình sẽ giống theo chiều hướng đứng gặp cái đầu mối. Mình sẽ giống ngang qua, gặp một điểm trên đây thì mình sẽ đọc cái số đó là được, đúng không? Như vậy lúc đó ta có số học sinh đạt điểm giỏi trong lần 1 sẽ là 7 học sinh. Tương tự như trên thì số học sinh đạt điểm giỏi lần 2, 3, 4 lần lượt là 8, 12 và 9 học sinh, đúng không? Như vậy các em sẽ quan sát biểu đồ thì mình sẽ biết được là các lần có bao nhiêu học sinh, đúng không? Giờ tiếp theo phần chú ý cũng như là biểu đồ cột và biểu đồ cục kép thì biểu đồ đoạn thẳng giúp ta trực quan hóa một tập dữ liệu thống kê không qua các biểu diễn hình học tập dữ liệu đâu. Có nghĩa là thay vì sử dụng các dữ liệu thống kê thì mình có thể vẽ thành biểu đồ thì mình sẽ nhìn nó trực quan hơn, đúng không? Người ta còn biểu diễn dữ liệu thống kê dưới dạng biểu đồ tương tự như biểu đồ cột, trong đó các cột được khai bằng các đoạn thẳng thì biểu đồ đó cũng được gọi là biểu đồ đoạn thẳng. Chẳng hạn như xem biểu đồ hình 13. Như biểu đồ này giống như cột nhưng mà vẫn được xem là biểu đồ đoạn thẳng vì đây là các đoạn thẳng, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần ví dụ 2. Để bố trí đội ngũ nhân viên phục vụ quản lý một cửa hàng đã tiến hành đếm số lượng khách đến cửa hàng đó và một số thời điểm trong ngày, kết quả kiểm đếm được cho bảng sao. Mình thấy là thời điểm 9 giờ thì có 40 khách nè, 11 giờ có 50 khách, 13 giờ có 20 khách, 15 giờ có 35 khách và 17 giờ có 45 khách. Thì mình quan sát hình số 14. Như vậy là mình sẽ điền ở vị trí đây chính là 40 khách nè, đúng.
Vị trí này thì mình sẽ điền là 50 khách. Vị trí này điền là 20 khách. Vị trí điền 35 và vị trí này sẽ điền 45 khách. Đúng này. Như vậy trước hết mình sẽ chọn số liệu thống kê thích hợp cho dấu hỏi ở trên 14 để nhận được biểu đồ đoạn hàng biểu diễn số lượng khách đến cửa hàng đó vào những thời điểm trong ngày nêu trên. Thì các em sẽ điền số liệu vô là được. Như vậy mình xem người ta dạy. Sau khi hoàn thiện các số liệu nêu trên vào hình 14, ta nhận được biểu đồ đoạn hàng ở hình 15 biểu diễn số lượng khách đến cửa hàng đó vào những thời điểm trong ngày đã nêu. Giờ phần này điền vô là được xong. Tiếp theo mình sẽ đến hoạt động 2. Hoạt động 2 thì người ta kêu nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu. Thì mình thấy là tập dữ liệu thì có thể được biểu diễn bằng dưới dạng như là biểu đồ đoạn hàng, biểu đồ cột hoặc là biểu đồ quạt tròn, vân vân. Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sau. Như một tập dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng số liệu hoặc là biểu đồ đoạn hàng, biểu đồ quạt tròn hoặc là biểu đồ cột cũng được, đúng hoặc là sử dụng biểu đồ cột kép cũng được tùy theo dữ liệu nhé. Vâng. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Tiếp theo là như ta đã biết thì dữ liệu thống kê có thể biểu diễn ở những dạng khác nhau trong có biểu đồ đoạn hàng. Sau đây ta sẽ làm quen với một số ví dụ cụ thể. Giờ mình xem ví dụ 3. Biểu đồ đoạn hàng ở hình 16 biểu diễn dân số của thủ đô Hà Nội ở một số năm trong giai đoạn 1954 đến 2019. Mình sẽ quan sát hình 16 thì đây là biểu đồ biểu diễn dân số của Hà Nội nha. Của thủ đô Hà Nội từ 1954 đến 2019 mình xem hình 16. Thì mình thấy là năm 1900, mình thấy là chục ngàn chính là đối tượng thống kê là các năm 1954, 1961, 1978 và 1999, 2009 và 2019. Còn chục đứng là sử dụng tiêu chí thống kê là dân số tính theo người. Thì mình thấy là người ta chia đều các vạch ra, mỗi vạch sẽ là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, như mỗi vạch cách nhau 1 triệu dân số, 1 triệu người, đúng không? Như vậy mình thấy vào năm 1954 thì dân số của đô Hà Nội chỉ có 53.000 người. Đến 1961 thì dân số tăng lên 91.000 người. Giờ đến năm 1978 thì dân số tăng lên 2 triệu 500.000 người. Tiếp theo đến năm 1999 thì tăng lên 2 triệu 6 cho 72.000 người. Tới 2009 thì tăng vọt lên là 6.448.837 người. Và 2019 tăng lên là 8 triệu 053.663 triệu người. Thì mình thấy là có những năm nó tăng vọt lên và có một số năm tăng ít thôi. Thì mình thấy từ 54 tới 61 tăng ít thôi. Mình thấy là cái đường đoạn hẳn thì nó đi ngang, nó chỉ cao hơn một chút xíu thôi, có nghĩa là dân số tăng ít. Thì một cái đường này nó khẳng đứng như vậy thì có nghĩa là tăng nhiều. Thì từ năm 61 đến 78 là khoảng 17 năm, đúng không? Thì tăng lên bọc lên từ 91.000 người mà tăng lên đến 2 triệu 500.000 người thì mình thấy là tăng bao nhiêu lần? Mình sẽ lấy 2 triệu 500.000 nha, chia cho 91.000 xem tăng bao nhiêu lần nha. Hình mình thấy là tăng hơn 27 lần. Chỉ có 17 năm mà tăng đến 27 lần. Đúng không? Tiếp theo là 1978 đến 1999 thì mình thấy là cách khoảng 21 năm. Đúng không? Ở đây từ đây qua đây là có 17 năm. Còn bên đây qua đây là 21 năm. Nhưng mà mức độ tăng lại ít lắm. Mình thấy là đường nó đi xéo lên chút xíu thôi.
chỉ có tăng 1 triệu mấy, có nghĩa là tăng ít, đúng rồi. Còn đây tăng đến 27 lần, từ năm 1999 tăng tới 2009 lại tăng lên quá quá chừng luôn. Mình thấy cái đường này dốc hẳn đứng, thì mình thấy là số này chia số này thì tăng khoảng 3 lần, đúng rồi. Giờ từ năm 2009 đến 2019 thì cái đường này nó cũng tăng cũng khá cao, cao hơn đường này, đúng này, đúng này. Như mình thấy là cũng tăng khoảng 1,5 triệu, hơn 1,5 triệu người, đúng này. Như vậy mình thấy là có một số giai đoạn thì tăng ít, một số giai đoạn tăng rất là nhanh, mấy chục lần, đúng này. Như vậy nếu mình thấy là từ năm 2009 nhé, mình sẽ lấy cái số này chia số này xem tăng bao nhiêu lần nhé. Mình sẽ lấy 8.053.000, 663. Mình sẽ chia cho 53.000 xem dân số tăng bao nhiêu, tăng bao nhiêu lần. Thì mình thấy là tăng khoảng 150 lần. Như vậy là mình thấy là chỉ trong vài chục năm thôi mà dân số tăng lên đến 150 lần. Mức độ tăng rất là khủng khiếp, đúng không nào? Chỉ vài chục năm thôi mà tăng dân số của đô nào là tăng lên đến 150 lần. Như mức độ tăng rất là khủng khiếp. Như vậy với mức độ tăng dân số khủng khiếp như vậy thì đất Hà Nội sẽ rất là không đủ đất cho người dân ở, đúng không? Nên đất ở Hà Nội tăng giá rất là cao. Giờ tiếp theo là người ta kêu mình lập bảng số liệu thống kê dân số Hà Nội theo một sao. Gì mà sẽ điền cái số liệu vô thôi. Mình thấy là 1954 dân số 53.000 thì mình điền vô đây là 53.000. 1961 là 91.000, mình điền ở đây là 91.000. Còn 1978 ở đây sẽ là 2.500.000 người. 1999 thì đây là 2.672.122 người. Tới 2009 là tăng lên là 6.448.837 người. Và 2019 thì tăng lên là 8.053.663. Mình sẽ điền vô đây là được, đúng không? Giờ như vậy phần giải này người ta giải cho mình luôn, đúng không? Điền số liệu vô là được, đúng không? Các em sẽ quan sát kỹ cách người ta làm bài. Để một chút nữa mình sẽ làm bài tập tương tự nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần hai là mã phân tích và xử lý dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Hoạt động 3, biểu đồ đoạn thẳng ở hình 17 biểu diễn nhiệt độ của Hà Nội trong ngày 7 tháng 5 2021 tại một số thời điểm. Câu A thì người ta kêu mình nêu nhiệt độ lúc 7 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ, 22 giờ. Thì mình quan sát hình số 17 thì mình thấy là vào lúc 7 giờ thì nhiệt độ bao nhiêu độ C này? Thì mình thấy ở đây là người ta chia đều nha. Tại vị trí này là 20 độ C, vị trí này là 25 độ C. Từ đây đến đây là 5 vạch, như là mỗi vạch sẽ là khi 1 độ. Như đây là 25 thì đây sẽ là 26 độ C. Như vậy lúc 7 giờ sẽ là nhiệt độ chính là 26 độ C. Còn 10 giờ thì mình thấy là mình sẽ giống hẳn ngang. Tới điểm này giống ngang qua số 30, có nghĩa là lúc 10 giờ sẽ là 30 độ C. Tiếp theo là 13, lúc 13 giờ thì đây giống ngang qua 30, 31, 32. Như vậy là 13 giờ sẽ 32 độ C. Tiếp theo đến 16 giờ thì nhiệt độ không thay đổi, vẫn là 32. Như từ 13 giờ tới 16 là nhiệt độ không thay đổi nhé, khoảng là 32 độ C. Tới 19 giờ thì giảm xuống còn, thì mình đây là 25, 26, 27, 28, 28 độ C. 19 giờ là 28 độ C, đúng này. Giờ tiếp theo là 22 giờ thì giảm 1 độ nữa thì còn 27 độ C, đúng này. Giờ câu B thì người ta kêu mình nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong các khoảng thời gian. Có nghĩa là từ 10 giờ tới 10 giờ, từ 7 giờ tới 10 giờ, 10 giờ tới 13 giờ, 13 giờ tới 16 giờ, 16 giờ tới 19 giờ và 19 giờ tới 22 giờ. Thì mình thấy là từ 7 giờ tới 10 giờ khi nhiệt độ tăng. Đúng như vậy là mình thấy là nhiệt độ tăng trong các khoảng thời gian từ 7 giờ tới 10 giờ, từ 10 giờ tới 13 giờ. Còn nhiệt độ ổn định từ 13 giờ tới 16 giờ, có nghĩa là không thay đổi. Tiếp theo là nhiệt độ giảm trong các khoảng thời gian từ 16 tới 19 giờ và từ 19 tới 22 giờ.
Đúng nè. Giờ như vậy là như vậy ở đây người ta hay hướng dẫn cho giống như hay lúc nãy thầy đã hướng dẫn thôi đúng không? Để nêu nhận xét về sự khai được nhiệt độ trong khoảng giờ ta sẽ làm gì sao? Giờ mình sẽ điền gì? Liệt kê gì không? Đúng không? Giờ cuối cùng nhận xét dựa vào biểu đồ đồng hạng ta có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm của tập số liệu trong một khoảng thời gian nhất định đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 4, biểu đồ đoạn hạng ở hình 18 biểu diễn số vụ tai nạn giao thông của nước ta trong giai đoạn 2016 đến 2020. Câu A thì người ta kêu mình lập bảng số liệu thống kê vụ tai nạn giao thông của nước ta khai một sao. Giờ bây giờ trước để lập được cái bảng này thì mình quan sát biểu đồ trước nhé. Giờ mình quan sát hình 18 thì mình thấy là tiêu chí thống kê ở đây sẽ là các năm 2016, 17, 18, 19, 20. Đối tượng thống kê ở đây là các năm, còn tiêu chí thống kê sẽ là số vụ tai nạn giao thông. Thì mình thấy là 2016 là 2.100, 2.000, 21.000, năm 2016 là 21.589, nhưng mà sẽ điền ở đây chính là 21.589. Giờ ở đây thì mình sẽ điền 2017 mình sẽ điền là 20.080. Giờ 2018 mình sẽ điền sẽ là 18.736. 2019 mình sẽ điền là 17.621. Và 2020 mình sẽ điền là 14.510 trong này. Nhưng mình sẽ dựa vào biểu đồ mình sẽ điền như các số vô là được. Tương tự câu B người ta hỏi là trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 20 thì năm nào có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất thì mình nhìn biểu đồ mình thấy là cao nhất ở đây là số này. Có nghĩa là 2016 là số nạn, số vụ tai nạn sẽ là nhiều nhất chính là 21.589 vụ. Đúng này. Giờ câu C người ta hỏi là số vụ tai nạn giao thông của 2019 giảm bao nhiêu phần trăm so với 2018? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Giờ 19 so với 18 giảm bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy số này 19 so với 18 thì mình lấy số này chia số này giờ nhân cho 100% là được đúng này. Thì mình lấy số này chia số này nhân cho 100% là cho kết quả. Còn câu D thì người ta hỏi là số vụ tai nạn 2020 giảm bao nhiêu số ở 2019? Thì 20 ở đây, 19 ở đây thì lấy số này chia số này nhân 100%. Còn câu E thì mình sẽ dựa vào biểu đồ rộng khoảng 18 nếu nhận xét về số vụ tai nạn giao thông nước ta thì mình thấy là số vụ tai nạn giao thông của nước ta giảm liên tục qua các năm từ 2016 đến 2020 là giảm liên tục qua các năm đúng không? Và mình thấy là giảm bao nhiêu phần trăm thì mình lấy số này chia số này nhân cho 100% là ra kết quả đúng này. Giờ như vậy bây giờ mình xem cách giải của người ta. Giờ như vậy là trước hết là điền cái câu A thì mình sẽ điền số liệu như lúc nãy thầy đã hướng dẫn như đúng này. Câu B thì lúc nãy thầy cũng hướng dẫn rồi thì năm 2016 là số tai nạn giao thông sẽ nhiều nhất. Còn câu C thì mình tính sẽ tính tỷ số phần trăm của số vụ tai nạn giao thông 2019 so với 18 thì giảm là 94%. Thì mình lấy cái số của 2019 này chia cho số của 2018 nhân cho 100% thì kết quả là 94%. Đúng này. Như vậy có nghĩa là số vụ tai nạn đã giảm được 6% so với 2018. Câu D thì mình sẽ tính tỷ số phần trăm số vụ tai nạn giao thông của 2020 so với 2019 thì mình lấy số này chia số này nhân 100%. Kết quả là 82,3%. Như vậy mình kết luận là năm 2020 đã giảm được
17,7% so với 2019. Và câu E thì mình sẽ trả lời, người ta trả lời là dựa vào biểu đồ đọt hẳn 2018, ta thấy là số vụ tai nạn giao thông ở nước ta liên tục giảm trong các giai đoạn từ 2016 đến 2021. Đúng rồi. Giờ các em sẽ quan sát kỹ cách người ta làm bài. Một chút nữa mình sẽ làm bài tập tương tự nhé. Giờ như là mình xong phần lý thuyết nha. Còn phần bài tập thì thầy sẽ làm video bài giảng tiếp theo tiết số 2 vào ngày hôm sau, các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.